Nếu như trước đây, Ukraine chủ yếu sử dụng hệ thống pháo binh HIMARS nhắm vào các cơ sở hạ tầng như các kho đạn dược và tuyến hậu cần của Nga, thì cuộc tấn công trong đầu năm mới đã cho thấy Ukraine đã thay đổi chiến thuật, nhắm nhiều hơn vào các doanh trại và các khu vực tập trung của quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Nga gần đây cho biết Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo binh do Mỹ sản xuất, tiến hành các cuộc tấn công ở thành phố Makiivka, tỉnh Donetsk, khiến hàng chục binh sĩ Nga thiệt mạng. Theo sau những lời chỉ trích ở Nga về việc lực lượng phòng thủ Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp, bao gồm cả trong cuộc tấn công nhắm vào Makiivka, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby khẳng định Ukraine đang đánh trả và tự vệ, đồng thời cho biết những lính Nga trên lãnh thổ của Ukraine là mục tiêu hợp pháp cho các hành động quân sự của nước này. Các nhà phân tích quân sự nhận định cuộc tấn công này của Ukraine cho thấy Kiev đã có sự thay đổi về chiến thuật. Theo đó, thì Ukraine đã đánh vào các khu vực tập trung nhiều quân nhân Nga, cụ thể trong cuộc tấn công đầu năm mới của Nga, 2 trong số 6 quả rocket từ HIMARS đã rơi xuống tòa nhà, từng là một trường dạy nghề, nơi Nga đang đóng quân. Do đó, thì con số thương vong cũng rất cao. Vụ việc cũng cho thấy hiệu quả tác chiến của HIMARS. Trước đó, thì hồi tháng 12, Ukraine từng sử dụng hệ thống HIMARS tấn công vào một khách sạn ở tỉnh Lugansk, được xác định chính là căn cứ của lực lượng bán quân sự Wagner Group, lực lượng mà Kiev cho là đóng vai trò đáng kể trong chiến dịch quân sự của Moscow ở Donbass. Quân đội Ukraine khẳng định các pháo phản lực HIMARS được Mỹ viện trợ đã đóng vai trò quan trọng trong những đòn phản công của lực lượng này trong thời gian qua, cũng như góp phần hạn chế sự áp đảo hỏa lực của pháo binh và tên lửa Nga. Kể từ khi chiến sự nổ ra, thì Mỹ đã cung cấp ít nhất 20 hệ thống HIMARS cho Kiev. Tuy nhiên, thì phía Mỹ cũng đã nêu ra một số hạn chế nhất định đối với hệ thống này. Đó là HIMARS không thể phóng tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới 320 km. Bên cạnh đó, thì Mỹ cũng buộc Ukraine đảm bảo rằng HIMARS sẽ không được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Những hạn chế này nhằm giúp Mỹ vừa ngăn chặn leo thang căng thẳng dẫn đến cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga-Mỹ, vừa giúp Washington có thể tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Về phần mình, thì các quan chức Nga liên tục phản đối phương Tây gửi vũ khí cho Ukraine và nói rằng phương Tây ngày càng can dự trực tiếp vào cuộc xung đột này. Ngày 21 tháng 12 năm 2022, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cảnh báo việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột hiện nay. Bộ Quốc phòng Estonia vào ngày 6 tháng 1 thông báo Mỹ đã triển khai hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS tới căn cứ quân sự Tapa, cách thủ đô Tallinn của Estonia khoảng 100 km về phía đông. Động thái này được xem là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm thực hiện cam kết tăng cường khả năng phòng thủ ở sườn phía đông của Liên minh quân sự NATO. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur, việc Mỹ triển khai hệ thống HIMARS sẽ cho phép quân đội Estonia tìm hiểu kỹ năng vận hành các hệ thống phóng đa tên lửa trước khi tiếp nhận hệ thống này từ Mỹ vào năm 2025. Trước đó, cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, nước này đã mua 6 hệ thống HIMARS của Mỹ với giá khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Đây được xem là hợp đồng vũ khí đắt giá nhất lịch sử của quốc gia vùng Baltic. Estonia dự kiến sẽ chi thêm tiền mua đạn, thiết bị liên lạc, hậu cần, cũng như dịch vụ bảo dưỡng, huấn luyện vận hành. Mỹ dự kiến sẽ bàn giao các hệ thống này cho Estonia vào khoảng cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Ngay sau khi nhận được 6 hệ thống HIMARS, Estonia sẽ trang bị cho lực lượng vũ trang nước này. HIMARS thu hút sự quan tâm của các nước vùng Baltic sau khi thể hiện uy lực và hiệu quả cao trong chiến sự Ukraine. Các tổ hợp HIMARS mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đã liên tục tập kích chính xác vào kho đạn sở chỉ huy tuyến hậu cần Nga, buộc lực lượng Nga phải rút khỏi thành phố Kherson. Được sản xuất bởi công ty vũ khí Lockheed Martin, HIMARS là hệ thống 6 ống phóng được đặt trên một xe tải bánh lốp, dẫn đường bằng vệ tinh và có thể bắn nhiều loại đạn dược, chất nổ vào các mục tiêu trên đất liền ở cự ly 100 km. Việc sở hữu hệ thống này sẽ giúp Estonia nâng cao đáng kể khả năng phòng thủ. Những láng giềng Nga ở vùng Baltic gồm Estonia, Latvia, Litva cũng đã tăng chi tiêu quốc phòng sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2. Liên quan đến việc Mỹ quyết định cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine, đại sứ Nga tại Mỹ ông Anatoly Antonov khẳng định rằng động thái này cho thấy Washington không có mong muốn giải quyết xung đột tại Ukraine bằng giải pháp ngoại giao. Theo ông Antonov, đây là một sự xác nhận cho thấy Mỹ không nỗ lực lắng nghe lời kêu gọi từ phía Nga về việc cân nhắc những hậu quả có thể xảy ra đối với các động thái nguy hiểm như vậy. Đại sứ Nga cho rằng tất cả hành động gần đây của Mỹ, trong đó có quyết định cung cấp gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley, đã trực tiếp cho thấy nước này không có mong muốn một tiến trình chính trị.
Cũng theo ông Antonov, lệnh ngừng bắn đơn phương mà Nga đưa ra nhân dịp Giáng sinh của chính thống giáo cũng bị Mỹ gắn mác là một nỗ lực tìm kiếm oxy. Điều này đồng nghĩa với việc Washington kiên quyết đối đầu với Nga và vận mệnh của người dân Ukraine không có ý nghĩa gì với Mỹ. Liên quan đến cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz về việc tiếp tục viện trợ kinh tế, nhân đạo và quân sự cho chính quyền Kiev ngày 6 tháng 11 vừa qua, Đại sứ Antonov nhấn mạnh cộng đồng quốc tế không thể phớt lờ sự thật rằng cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Thủ tướng Pháp François Hollande từng thừa nhận thỏa thuận Minsk đã cho Kiev có thêm thời gian để tăng cường khả năng quân sự. Mối quan hệ thân thiết giữa Washington và Berlin cho thấy rõ ràng, phương Tây dưới sự lãnh đạo của Mỹ đã lừa dối Nga và bắt đầu cố ý làm suy yếu Nga sớm hơn nhiều so với thời điểm ngày 24 tháng 2 năm 2022. Thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được cho là lộ trình hòa bình ở Ukraine vì mang lại cho các vùng Donetsk và Lugansk vị thế đặc biệt trong nhà nước Ukraine do các nơi này muốn ly khai với Ukraine sau bất ổn chính trị năm 2014. Trước đó, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 7 tháng 12 cho biết mục đích thực sự của các thỏa thuận Minsk là câu giờ nhằm cho Kiev xây dựng tiềm lực quân sự cho một cuộc đối đầu trong tương lai với Nga. Ngày 6 tháng 1, trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Laura Cooper đã công bố gói viện trợ hơn 3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó có 50 thiết giáp Bradley cùng 250.000 viên đạn pháo của chúng. Theo trợ lý Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, đây là gói viện trợ an ninh cho nước ngoài có tổng giá trị lớn nhất mà Mỹ cam kết cho tới nay, bao gồm 2,85 tỷ đô la Mỹ vũ khí rút ra từ kho dự trữ thiết bị quân sự của Lầu Năm Góc và 225 triệu đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ngoại trưởng Antony Blinken nêu rõ gói viện trợ mới còn bao gồm 225 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine xây dựng năng lực dài hạn và hỗ trợ hiện đại hóa. Một phần khác của gói viện trợ trên là 682 triệu đô la Mỹ tài trợ quân sự cho các nước đối tác châu Âu và những quốc gia đồng minh để khuyến khích và bù đắp các khoản tài trợ thiết bị quân sự cho Ukraine. Gói hỗ trợ bao gồm 50 tên lửa chống tăng, 100 thiết giáp M113, 50 thiết giáp kháng mìn, 18 pháo tự hành 155mm đạn pháo, đạn súng cối, đạn tên lửa phòng không và nhiều loại vũ khí cá nhân khác. Bên cạnh đó, thì trong gói viện trợ này có 50 xe chiến đấu bộ binh Bradley cùng 250.000 viên đạn pháo 25mm của chúng. Giới quan sát nhận định rằng xe chiến đấu bộ binh Bradley sẽ tăng cường đáng kể năng lực chiến đấu cho Ukraine. Bradley được trang bị hai tên lửa chống tăng thâu, pháo Burstmaster 25mm và súng máy đồng trục 7.62. Đây là lần đầu tiên Mỹ cam kết viện trợ xe bọc thép Bradley cho Kiev và đây chính xác là thứ chúng tôi đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, Ukraine sẽ nhận được các loại pháo và đạn mới, bao gồm cả những loại vũ khí dẫn đường chính xác, tên lửa và các loại máy bay không người lái mới. Việc viện trợ xe chiến đấu bộ binh Bradley được xem là một sự lựa chọn ít leo thang căng thẳng với Nga hơn so với việc Mỹ cung cấp cho Ukraine xe tăng Abrams. Được biết, xe tăng Abrams có tính cơ động cao hơn, có độ chính xác và tầm bắn xa hơn so với các loại xe tăng khác. Tuy được đánh giá cung cấp đáng kể hỏa lực bổ sung cho Ukraine, tuy nhiên thì gói viện trợ mới nhất này không bao gồm xe tăng tiên tiến của phương Tây mà Ukraine đang tìm kiếm. Trên thực tế thì cho đến nay, Mỹ vẫn từ chối cung cấp cho Ukraine những vũ khí tiên tiến như xe tăng và tên lửa tầm xa do lo ngại leo thang căng thẳng với Nga. Trước đó thì các quan chức Ukraine đã yêu cầu phương Tây cung cấp thêm hàng trăm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo để giúp đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là cuộc tấn công vào các thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn chần chừ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine do lo ngại các liên quan đến công tác huấn luyện và hậu cần quan trọng. Bảo trì xe tăng tại hiện trường cũng sẽ là một thách thức, đặc biệt khi không có nguồn cung cấp phụ tùng. Trước khi Mỹ thông báo viện trợ thiết giáp cho Ukraine, Pháp và Đức đã cam kết gửi xe bọc thép tới Ukraine. Cụ thể, Đức thông báo sẽ chuyển cho Ukraine một tiểu đoàn xe chiến đấu bộ binh Marder, tương đương khoảng 40 chiếc, cùng các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot. Giới chức Đức cho biết đợt chuyển giao dự kiến sẽ diễn ra trong quý 1. Trong khi đó, Pháp công bố cam kết chuyển giao xe chiến đấu bộ binh AMX-10 RC mà nước này phân loại là xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine.